Nhiều anh em hỏi thì Minh là ở xa mua xe thế nào, thì Minh cũng đã quay clip là Minh giao xe nhiều cái xe ở xa rồi, đặc biệt là ở Hà Nội với lại Quảng Nam. Xe này là đang ở Quảng Nam đó. Thì cái điều đầu tiên là quan trọng là anh em có tiền mua là được ha. Còn bên Minh sẽ hỗ trợ anh em đem ra tới chỗ nào mà anh em yêu cầu gửi. Thì giá xe thì anh em có thể đi tham khảo cái bất kỳ nhà xe nào. Nếu như nhà xe nào mà ấy thì mình hỗ trợ anh em vận chuyển xe ra tới nhà xe đó gửi cho anh em. Rồi về cái trường hợp anh em vô ký giấy được thì sẽ không nói gì. Nhưng mà đối với trường hợp anh em sẽ không vô ký giấy, không muốn vô ký giấy mà vẫn muốn mình rút hồ sơ gửi ra, thì bây giờ mình sẽ gửi xe hết cho anh em, gửi cà vẹt, biển số, giấy tờ hết ra cho anh em. Tại vì xe này hiện tại mình gửi tàu mà không có giấy tờ thì không gửi được nha anh em. Thì mình gửi hết giấy tờ cho anh em, xong rồi anh em nhận xe xong đầy đủ xong rồi anh em sẽ gửi lại cho mình hết giấy tờ, cà vẹt và cái biển số. Rồi anh em cà hai bộ số khung số máy anh em bỏ trong cái tập hồ sơ anh em gửi vô đây lại cho mình. Rồi bên mình sẽ ký về cửa hàng, tại vì anh em không có mặt thì bên mình sẽ ký về cửa hàng và rút hồ sơ. Chi phí đó nằm khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi nha anh em, là anh em khỏi cần đi vô luôn, anh em khỏi cần vô đây luôn mà vẫn rút hồ sơ có tên anh em được. Ví dụ một cái xe mình mới rút hồ sơ nè, có nghĩa anh này là anh không có vô được, nhưng mà phải gửi xe rồi anh em mới gửi giấy tờ ngược lại mới rút được nha, chứ mà không có rút hồ sơ sẵn được. Phân tích tại sao không rút hồ sơ sẵn được, tại vì trong đây nè, nó hồ sơ gốc bây giờ không phải như hồi xưa là nó có sẵn tên anh em luôn. Nếu mà hồ sơ gốc mà không có tên anh em là anh em rất là khó ra tên anh em. Giống như xe này nè, là mình rút cho anh Nguyễn Thanh Hoàng, thì mình phải gửi xe ra đó cho ảnh, xong ảnh gửi hết giấy tờ biển số vô đây. Chứ anh em hỏi là xe có rút hồ sơ trước chưa, chưa có người mua sao mà rút. Đó, phải có anh em xác nhận đặng mua. Ví dụ anh Nguyễn Thanh Hoàng nè, anh chuyển tiền cho đủ mình. Ví dụ xe này là 80 mấy triệu đó ha, anh điện chuyển đủ tiền cho mình thì mình mới chuyển xe ra cho ảnh, xong rồi mình mới xin hình chứng minh của ảnh, rồi mình mới lên công an, mình ký vào cửa hàng, mình rút hồ sơ ra cái tên của ảnh, là cái tên của ảnh. Chứ anh em rút hồ sơ sẵn, nhiều anh em rất là hỏi nghe ngô, rút hồ sơ sẵn rồi không có tên anh em, sao anh em rời ra tên. Đó, rút hồ sơ sẵn là rút về tên nào, tại vì bây giờ hồ sơ là cái tên nó, anh em nó nằm trong đây luôn. Anh em không biết thấy rõ không ta, em quay nè. Nay đề nghị thu hồi biển số xe và sang tên cho chủ mới Nguyễn Thanh Hoàng. Anh em thấy chưa? Là cái đây là hồ sơ gốc nè anh. Cái này gọi là hồ sơ gốc nè anh em. Đó, cái số khung số máy mà kêu anh em cà gửi lại cho mình là công an ta in vô đây nè. Đó, nên là gọi là hồ sơ gốc. Hồ sơ gốc anh em cầm cái này anh em mới ra tên được. Còn nhiều anh em hỏi mình mới đăng con Z1000 hả? Đó, con Z1000 nó rút hồ sơ chưa vậy? Có rút hồ sơ sẵn chưa để mình về bấm biển số? Sao mà được anh em? Sao mà được? Về rút hồ sơ không có tên anh em sao được? Có nghĩa là anh em phải chuyển tiền đủ cho mình. Rồi mình anh em ở xa thì mình sẽ sử dụng cái dịch vụ mà ký về cửa hàng, nó khoảng tầm 2-2 triệu rưỡi anh em khỏi cần vô luôn. Thì anh em muốn sử dụng dịch vụ thì mình book cho anh em, thì khỏi cần vô, anh em gửi chứng minh thì lúc đó mình sẽ rút hồ sơ là có tên anh em trong đây luôn, là đơn giản ha. Còn con xe này bây giờ nó sẽ về Quảng Nam, hồi nãy giờ nói anh em không hiểu cái gì thì anh em cứ hỏi ha, thì nó rất là đơn giản, không có gì hết, anh em cứ làm theo lời mình là được. Thì con xe này bây giờ sẽ về Quảng Nam, và con xe này khách không biết xe thì mình gửi về tàu lửa, thì giá tàu lửa cũng khá là chu. Giá tàu lửa tại vì người ta đóng gói cẩn thận khoảng 2 triệu rưỡi đổ lại thôi, 1.8 triệu tới 2.5 triệu thì ta sẽ gửi luôn cái đồ zin này cho mình. Đó, đồ zin con này rất nhiều, tại con này lên nhiều đồ chơi bô bậm rồi chống đổ rồi rất là nhiều, con này quá nhiều đồ chơi. Thì mình đã có quay clip con này rồi, thì bây giờ mình gửi về Quảng Nam cho một cái em trai, thì em trai có coi clip này nhớ bấm follow anh ha. Rồi thì nãy giờ mình nói anh em cũng đã hiểu rồi, thì anh em nói chung có đơn giản. Điều đầu tiên anh em mua xe ở xa chuyển tiền cho mình xong mình chuyển xe xong anh em lấy hết giấy tờ của xe, tại vì phải có giấy tờ, ví dụ phải có giấy tờ, cái xe này là cái giấy tờ này là của xe khác là mình đã gửi rồi nha anh em, đừng hiểu lầm, đã gửi rồi anh em gửi giấy tờ ngược lại cho mình, rồi bây giờ mình anh em qua lấy hồ sơ đó. Còn cái xe này là chưa có gì nè, còn nguyên biển số cà vẹt thì mình cầm cái này mình đem ra bến tàu người ta mới nhận gửi. Rồi anh em nhận xe xong anh em cứ chạy chơi thoải mái, anh em chán anh em gửi vô cho mình để mình rút hồ sơ. Rồi khi mà anh em gửi vô cho mình rồi á thì mình sẽ rút hồ sơ, khi nào có hồ sơ mình gửi ngược lại cho anh em bấm biển số. Đơn giản anh em, rất là đơn giản đó. Rồi đây là em CB300, con này đặc biệt là mình có hạ phục cho anh em luôn, em
Em nó hơi hơi thấp, em nó chỉ có 1m6 thôi. Thì mình có hạ phục nè. À, vì khách hàng mà, khách hàng bên mình là mình làm hết. Mình mua xe rồi em trai nhờ hạ phục luôn, sẵn mình quay cho em trai coi. Đó, CB của em trai. Đây. Hạ phục trước nè. Đó. Hạ phục sau nè. Phục sau là phải can thiệp vô nha anh em, can thiệp kỹ thuật. Rồi. Can thiệp kỹ thuật rất nhiều là hạ được 2,5 phân. Rồi nếu mà hạ vậy á, xe này là hạ 2,5 phân là hết đát nha anh em. Anh em hạ nữa là nó sẽ bị cạ gầm nhúng, khi mà anh em bình thường anh em không thấy, nhưng mà khi anh em nhúng sẽ cạ gầm. Và mình phải cắt đi cái tó chân chống bớt, cắt đi cái chân chống bớt cho em trai. Thì nó thấp á là anh em sẽ thấy rõ cái phần thụt trước. Thụt trước là nè khoảng 2 phân ha anh em ha. Còn phục sau là mình hạ khoảng 2,5 phân. Thì nó thấp xuống được khoảng tầm 2 phân mấy. Tại mình hạ luôn phục trước là để cho nó cân bằng anh em. Tại vì chiều cao em nó thấp quá, chỉ có 1m6 thôi. Thì rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ vận chuyển, mình hỗ trợ anh em là vận chuyển ra tới bến tàu luôn nha anh em. Đó, là bỏ trên xe bán tải rồi mình chở ra tới bến tàu, rồi mình sẽ quay clip cho anh em xem. Thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì khó hết. Quan trọng là anh em muốn mua là được. Là ở xa cấp mấy thì bên mình vẫn chuyển xe ra được cho anh em nha. Đó. Còn phí như anh em mình nói là phí mà anh em muốn sử dụng dịch vụ mà khỏi cần vô ký giấy mà vẫn rút hồ sơ được á, thì cái phí đó là bên anh em trả, bên khách hàng sẽ trả cho mình. Tại cái đó anh em khỏi cần đi lại mà anh em. Đó, rồi vậy nha anh em. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em xem clip. Bây giờ sẽ coi quá trình mình đi gửi xe nha. Lát ra đó sáng mình sẽ quay con xe đẹp cho anh em coi. Đó anh em, bây giờ mình xích xe mình sẽ chở ra bến tàu nha anh em. À, xe 300 rất là nhiều đồ chơi, rất là đẹp luôn. Để ra bến tàu quay cho anh em xem. Xe không chạy xước nha anh em. Đó, mình quay cho anh em xem. Xe không chạy xước chỗ nào luôn nha anh em. Rồi, mình đã đến bến tàu rồi nha anh em. Thì ở đây thì mình gửi quen rồi. Thì vô đây là ở đây người ta sẽ tháo kính ra hết. Đó, tháo kính ra hết và người ta sẽ đóng thùng rồi người ta sẽ gói lại cho anh em, người ta gửi luôn. Mà khi mà anh em gửi tàu ở đây á là anh em phải có giấy tờ người ta mới gửi được nha, phải có cà vẹt nha. Thì người ta mới nhận, cái xe mà không giấy tờ là người ta không nhận đâu. Rồi, đó rất là đẹp. Ở đây là mình quen thân rồi, đẹp lắm. Xe đồ chơi tay con tay thắng là đồ xin còn đủ luôn nha anh em. Đó, xe mình mới bỏ xe xuống. Giờ mình giờ bạn của mình ra. Bạn của mình ra nhận ký giấy rồi báo giá luôn cho mấy anh em. Này bến tàu ga Sài Gòn. Đây là phí gửi xe nha anh em, phí gửi là 2 triệu. Đưa cho ảnh. Đó đây là bạn mình nha anh em. Đó, thì gửi thân lắm rồi đó, anh em nào mà cần gửi thì cứ ghé ra đây. Còn này mình gửi ngày nào mình cũng gửi. Có xe là mình gửi ra đây hết. Anh em nào chịu gửi tàu là mình gửi ra đây hết nha anh em. Đó. Rồi phí á. Rồi ok anh em, bye bye anh em. Vậy thôi em về luôn nha anh Dũng. Rồi mình về nha anh em. Ok đẹp.